Hello mọi người đã trở lại với kênh Quỳnh Thí Tinh Vlog ha. Hôm nay thì mình tiếp tục mình quay cái vườn cà pháo mà xen canh với cây đu đủ nè. Trước đó thì cũng đã quay cho bạn là xem ba cái video rồi. Hôm nay thì mình quay cái mô hình này thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người một số loại thuốc để phòng bệnh ở trên cây cà pháo ha mọi người ha. Cũng như là xịt những cái dòng thuốc dưỡng để giúp cho cây của mình mà nó phát triển, nó mau phục hồi khi mà mình bị sâu mà nó tấn công nha các bạn. Để quay cho mọi người xem cái mô hình này một sơ sơ nè. Thì trước đó thì cũng đã quay rồi. Ở đây là xen canh cây đu đủ với cây dừa với cây cà pháo nè. Các bạn cũng có thể thấy rõ ha. Và cái mương ở đây thì là nuôi cá nha mọi người ha. Nói chung là một công mà hai ba việc ha. Đó. Mọi người xem về cái khoảng cách đó nè. Thì đối với mà trồng cà pháo các bạn mà nó ít bệnh á, thì các bạn phải trồng thưa như thế này nha các bạn ha. Ít nhất là từ 5 cho đến 6 tấc đối với những bạn mà trồng xen canh ha. Còn trồng gần hơn thì cũng vẫn được, nhưng mà cái khả năng mà nó ăn dai các bạn thì nó sẽ không có được lâu ha. Nó tầm đâu là 7-8 tháng là nó rụi rồi. Còn các bạn trồng thưa thì nó sẽ có tàn, thì nó sẽ ăn rất là dai nha mọi người ha. Từ 1 năm cho đến 2 năm luôn á. Với lại ăn thua vào cái cách, cái kỹ thuật của mình chăm sóc, cũng như là đi phân, bón phân nó như thế nào nữa. Thì mình nhìn mình vào cái nội dung chính nè. Thì khi mà cái cây của mình mà nó bị vàng lá, nó bị rụng lá các bạn, thì mình nên xịt những cái dòng thuốc gì. Thì ở đây thì nó có rất là nhiều loại thuốc, nhưng mà mình sẽ gợi ý cho bạn một cái gói được gọi là Matasi nha mọi người ha, của công ty là Matbacibit đó. Thì khi mà nó bị vàng lá, rụng lá, thú dũng này nọ đó, thì các bạn xịt cái dòng thuốc đó ha. Ở trên cái bao bì thì nó đã có cái hướng dẫn rồi, tùy vào cái liều lượng mà anh em trồng nhiều hay trồng ít mà anh em pha thuốc thôi. Nói chung là anh em mà lỡ mà có pha phạm một chút xíu cũng không sao nha mọi người ha. Cũng như là nó càng tốt thôi. Còn đối với mà nó bị rầy phấn trắng các bạn, thì cái dòng này thì nó rất là khó trị nha mọi người. Hầu như là trị nó không hết. Khi mà ở đám nào mà nó bị rồi, chỉ là xịt cho nó đi vài bữa thôi. Dù là ở đây mình xài thằng chết trắng nha mọi người ha, hoặc là thằng chết thái. Các bạn có thể là vào ở trang web là biolin.ai/quynhthitinh ha. Các bạn vào đó mình có để link cho các bạn mua luôn, cũng như là những cái công cụ làm vườn á. Nhưng mà xịt hàng rầy này á, là các bạn nên xịt vào cái lúc mà chiều tối thì nó sẽ hiệu quả hơn. Có nghĩa là mình xịt vào khoảng đâu là 5 đến 6 giờ chiều mọi người, chịu khó cực xíu thì chúng ta xịt cái khoảng thời gian đó là được nha mọi người ha. Còn đối với mà nó bị kiến nhiều quá, kiến lửa, trồng cà pháo này có những cái đám á các bạn là nó bị kiến lửa ghê lắm. Mọi người có thể là sử dụng hàng Regen ha, để mọi người xịt phòng cho nó là ok đó. Còn cái này thì mình đang quay cái mô hình trồng đu đủ xen canh với cây cà pháo ha, trồng thưa, thành ra nó ít bệnh lắm. Nói chung là mô hình này nó khá đạt, mình quay cho mọi người tham khảo. Thì đó là cái xịt mà rầy phấn trắng ha, cũng như là mình đã chia sẻ cho mọi người về cái vấn đề xịt sâu rồi. Bây giờ thì mình sẽ nói về vấn đề mà nó chậm phát triển nè. Khi mà cái cây cà pháo của mình á mà nó bị thun ngọn là do ảnh hưởng từ bọ trĩ nè, rầy này nọ đó. Mình đã xịt được xử lý cái thằng rầy rồi, bây giờ ấy, mà nó cây nó thun ngọn quá, bây giờ nó ra trái ít, thì mình nên xịt dưỡng những cái dòng thuốc gì. Thì cây này thì nó cũng khá là dễ nha mọi người ha. Thì những cái dòng thuốc dưỡng cơ bản như ví dụ như là Atonit, nó thì cứ thế mà xịt thôi là được nha mọi người. Hoặc là Decamon, thì đó là những cái dòng thuốc dưỡng là nó có cái hoạt chất là GA3 mọi người. Nó thúc đẩy sinh trưởng ghê lắm. Nói chung là xịt vô là nó phát liền ha. Mà khi mà nó phát quá thì chúng ta cũng phải kiềm phân lại. Kiềm phân đây là kiềm cái phân là kali nha mọi người ha. Là mọi người kiềm nó lại là ok nha các bạn. Là nó sẽ chậm, như cái đám này thì nó đã có cái độ mặn sẵn rồi, không cần phải đi kali nhiều đâu. Đó. Đây thì mình trước đó mình cũng đã review cho mọi người xem á. Thì trồng cái này thì mình nên khuyến khích các bạn là nên trồng xen canh nha mọi người. Ví dụ như là các bạn có bưởi nè, rồi các bạn có chanh nè, rồi các bạn có sầu riêng nè, rồi các bạn có những cái dòng cây khác mà trồng thưa thưa đó, ví dụ như dừa này nọ đó, thì anh em có thể là chen ngó anh em trồng, cái lợi thế rất là ngon nha mọi người ha. Tại vì một tháng như vậy là mình sẽ thu hoạch là 4 lần, mà mỗi lần như vậy là từ 150 kg cho đến 200 kg trên một tuần, thì một tháng nó sẽ từ là 700 cho đến 800 kg nha mọi người ha. Mà giá nó ăn từ là 10.000 thôi, là chúng ta thấy là chúng ta cũng có vốn rồi đúng không. Chúng ta để nuôi những cái cây mà nó lâu ngày hơn đó, kiểu vậy nha mọi người ha. Rồi thì hôm nay thì chia sẻ nhanh cho mọi người một số kinh nghiệm của riêng mình vậy ha. Mọi người thấy hay thì hãy đăng ký kênh và like, subscribe kênh ha. Thì có câu hỏi gì thì cứ bình luận đi. Thì chứ video này thì mình cũng xin được tạm dừng tại đây rồi. Chắc video tới là mình sẽ quay về là hoa Tết để chuẩn bị hỗ trợ cho những bạn trồng hoa Tết. Còn các bạn nào mà có câu hỏi gì đó thì cứ bình luận đây. Thì nếu như là các bạn hỏi nhiều quá thì mình sẽ tiếp tục mình làm video cái dạng này cho các bạn xem nha. Rồi mình xin được mến chào.